Đua xe đạp điện trái phép có thể bị xử lý hình sự. Ngoài việc xử phạt hành chính, hành vi đua xe trái phép còn có thể bị xử lý hình sự khi gây thiệt hại cho người khác. Mức phạt đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép, Điều 34 Nghị định 100/2019 NDCP quy định rất rõ về mức phạt đối với hành vi đua xe trái phép. Cổ vũ đua xe trái phép, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. Tụ tập để cổ vũ, kích động, hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép, đua xe đạp máy, đua xe xích lô, đua xe xúc vật kéo, cưỡi xúc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông, phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép, phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người đua xe ô tô trái phép. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và tịch thu phương tiện. Đua xe trái phép có thể bị xử lý hình sự. Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2017 đã quy định riêng tội danh với người đua xe là tội đua xe trái phép. Tội này chỉ áp dụng với người đua xe có động cơ, không áp dụng với người đua xe đạp, xích lô, xúc vật kéo. Cụ thể, người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 đến 60%, gây thiệt hại về tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. Nếu các bạn đang quan tâm đến đua xe đạp điện bị phạt bao nhiêu tiền và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796-428-555 hoặc trang web bi-bai.com nhé. Đường link fanpage Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của Xe Điện Bi-bai để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!